Thực tế thì để mà solo giữa BB và chim sẻ thì chim sẻ không hề ngán, không hề ngán bất cứ đối thủ nào cả. Nhưng đội bạn biết điều đó và đội bạn đi tìm cách, chiến thuật của bên kia là tìm cách làm yếu sẻ ở thời điểm đầu tiên để cho BB khỏe. Còn BB thì với cái khả năng tay to của mình thì có thể cân đôi được khi mà tiểu bản thầu nếu làm tốt. Còn ngược lại, chúng ta mà làm tốt, phá được chiến thuật của cặp đôi BB Club thì chúng ta sẽ là người có lợi thế. Đây là bài của xe. Thực ra cái quả đầu như thế này đối với AC nó không phải là xấu đâu, không hề xấu. Nó không được mắc binh thôi chứ dân AC di chuyển khai thác quả như thế này không bị chậm dần. Đây rồi, và bài mà khá ưng dành cho xe. Ít nhất là đã thấy ba con voi. Vẫn là phong cách dò rất quen thuộc của xẻ nhá. Nếu anh em nào mà theo dõi xẻ nhiều rồi chúng ta có thể thấy xẻ hay, rất hay có những pha mà dò sát tường đi một đoạn dài sau đó là vòng về nhà. Phải chăng là dò kiểu như thế đó, mà nếu trên cái đường về nhà mà thấy đồ ăn là đưa về nhà luôn. Và game thủ Hoàng Mai Nhi bây giờ thì không còn là đỉnh cao ở trên sự nghiệp nữa. Không tầm này thì không thể so sánh được với những cái game thủ trẻ. Tay họ nhanh hơn, thao tác họ nhanh hơn. Nhưng mà cách đây 10 năm trước thì Hoàng Mai Nhi cũng đang giống như thầu bây giờ. Đấy, cũng bắt đầu là khỏe như thầu bây giờ. Còn đỉnh cao sự nghiệp là thời kỳ 44 với bên lớp, rồi là với em bé anh Linda, rồi là Tuti. Ngày đặc biệt đối với cái thủ Hoàng Mai Nhi. À, con số thì đã là 18 ca nặng sau 2 xê đấu. Phải một phân nửa nữa. Vâng, phải một bằng đấy nữa, 18 ca năm nữa thì mới có thể phá được kỷ lục của lớp cháo gà. Cái nồi cháo của làng AOE Việt. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. 21/24. À, cảm ơn bạn Nguyễn Nhật Linh cũng vừa gửi tặng sao nha. À, em bình luận cũng đang rất là to rồi đấy. Cố gắng bình luận hết sức của mình. Đương nhiên, em cũng nói rồi, tầm này thì Hoàng Minh Nhi không còn ở cái đỉnh cao sự nghiệp nữa. À, cái cuộc đời của game thủ nó cũng không được quá lâu. Các cái nghề khác thì có thể làm 10 năm, 15, 20 năm. Thậm chí là đến về già thì vẫn có thể làm được. Nhưng cái nghề game thủ này thì chắc là chỉ được tầm 10, 15 năm đối với những người mà đam mê. Và đối với những người có trình độ kiểu như sẻ thì cũng phải tầm chắc phải được 15, 20 năm. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi cũng đã bước qua cái sườn dốc, bước qua cái đỉnh cao sự nghiệp. Và ngày hôm nay là một ngày trọng đại. Và được game thủ chim sẻ đi nắng nhường live stream. Cũng rất mong anh em chúng ta hãy ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi bởi những nút like, bởi những nút chia sẻ. Và chúng ta có một cái kỷ lục, có một cái con số ấn tượng. Và một con số để đời dành cho Hoàng Mai Nhi. Có lẽ đấy là cách tri ân và cách ủng hộ tốt nhất dành cho Hoàng Mai Nhi ở trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em nha. Tôi cảm giác trong bài nó cứ khê khê kiểu gì ấy nhỉ. Bài nó cũng không được tươi cho lắm. Sẻ bây giờ thì quay về đánh cung rồi. Cảm ơn anh Đinh Dũng đã gửi tặng 100 sao. Vẫn chưa thấy lớp tới. Ngoài nhà báo phải ra ngoài để gọi điện cho bên lớp rồi xem bên lớp tới đâu. Như vậy là bên này
Vâng, bên này thầu là người đi dâng L vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Họ đang đóng nhà điều kiện. Chúng ta thì vừa đóng BL xong rồi. Như vậy là bài này thầu lên đời không sớm hơn Hoàng Mai Nhi là bao nhiêu đâu. Nhưng bây giờ tôi sợ nhất là họ sẽ vẩy E và mỏ vàng. Và ngại nhất bây giờ là đội bạn vẩy E và mỏ vàng. Nhưng hai con nông dân của thầu thì vẫn đang đứng ở khu vực đóng nhà BL. Thì vẫn yên tâm. Vẫn yên tâm. Không biết rằng là thầu là dâng L chéo cánh hay là dâng L thẳng cánh đây. Nếu mà dâng L thẳng cánh thì không. Dâng L chéo nhá. Thầu dâng L chéo đấy. Nhà của thầu góc 6 giờ này. Map hu thì không thể có cái chuyện mà nhà của Bi gần nhà rẻ như thế được. Đây là nhà của thầu góc 6 giờ. Ở đây là xẻ đây. Đúng rồi, thế thì thầu dâng chéo cánh rồi. Giờ thầu dâng chéo cánh. Ô. Vâng, bình luận có, tiếng game có. Cạn lời các thánh. Anh em nào mà không nghe được tiếng game, không nghe được tiếng bình luận thì chắc là không, do không bật loa thôi. Vậy là thầu đã lên đời rồi. Vâng, đúng là không lên đời sớm hơn Hoàng Mai Nhi là bao nhiêu. Tôi nghĩ là bò luôn mỏ gỗ hộ game thủ tiểu bàn thầu. Và đặc biệt thì phải đi tìm bãi vàng nữa. Thầu bắt đầu chạy dần. Nhưng họ đang chạy về hướng về nhà BL của chúng ta. Thầu đang chạy dần hướng về khu vực nhà BL. Bây giờ con ngựa giò này sẽ bám theo bóng. Vâng, bám theo bóng. Đi nào. Bây giờ thì lùa theo dân của thầu, nhanh cẩn trương. Bởi vì đánh ở cái thể loại này là thầu chơi theo kiểu là bánh xe luôn đấy. Vâng, thầu chơi theo kiểu bánh xe luôn đấy. Thầu cũng đang thả chém vào mỏ gỗ chúng ta. Nhưng đây là khu vực mà cũng rất nhiều dân của thầu. Thầu không chạy nữa rồi. Vâng, thầu không cho dân đi, còn dân của Hoàng Nhi đã có bánh xe. Thầu cũng đã có bánh xe rồi. Vâng, cũng đã mất những con nông dân dành cho cái tủ tiệm bàn thầu. Còn đây là cái tủ chim sẻ. Sẻ thằng này 31/44. Ồ, vâng, như vậy là một tơn mà tiểu màn thầu bị nhốt nhà BL và bị nhốt luôn hai con ngựa chém. Phế. Như vậy là bài này là bài dâng L phế dành cho game thủ tiền bàn thầu. Bị nhốt hai dân và hai con ngựa chém ở phía trong. Quá tinh tế dành cho game thủ chín rẻ. Quá tinh tế. Và tơn này tơn mà có lẽ là tơn đập bàn phím đến từ game thủ tiền bàn thầu. Cày. Đánh như thế này thì cày. Bị nhốt luôn hai dân tầng và bị nhốt luôn cả BL hai con ngựa chém nữa. Phế dành cho thầu. Và BB quýt luôn. Và BB quýt luôn khi mà bên này game thủ Hoàng Mai Nhi đang sang vụt được dân của game thủ BB. Cày. Cày. Và cày. BB và thầu cày. Và gặp ngay đúng được cái đầu có sỏi đến từ chim sẻ. Sẻ nhốt luôn được cả hai dân và nhốt luôn cả BL. Và rất bất lực dành cho game thủ tiểu màn thầu. Coi như trận này là thầu phế đấy. Và coi như trận này là thầu phế, không làm ăn được gì cả. Và cay. Và cay. Bất lực thật. Cảm giác ý là cung của sẻ ở ngoài nó bắn. Chém thì cứ ở trong. Vâng, chém ở trong. Không thể làm thế nào chạy được. Cày thật. Rồi, như vậy là một đều ở trong trận đấu thứ hai. Và cảm ơn người gắn sao Nguyễn Thủy cũng vừa gửi tặng 100 sao nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Và mọi người vẫn rất mong mọi người hãy like, chia sẻ để kéo thêm nhiều anh em vào đây theo dõi cùng nữa.